Vâng, xin chào quý bạn và các anh chị. Ngày hôm nay em rất vui vì lại được lên đây để chia sẻ và kết nối với mọi người trong cái chương trình CG, chương trình tư duy phát triển mẫu được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Ngày hôm nay thì em rất là vui mừng vì được chia sẻ với những cái chủ đề đằng sau em đây. Tức là em đã đăng lên 4 cái ảnh và mọi người lựa chọn một trong 4, tức là một trong số những 4 cái ảnh mà mọi người lựa chọn nhiều nhất, đó chính là cái kiểu đó là chính là cái kiểu dáng như thế này đó. Và để cho mọi người dễ hình dung thì em đã làm một cái mẫu trên một mô hình nhỏ cũng như là 4 cái mẫu trên mô hình to để mọi người có thể dễ quan sát và xem em chia sẻ. Thế thì em xin chia sẻ một chút trong cái nội dung chính của buổi tối ngày hôm nay. Thì đây là cái kiến thức là chia cutting 3D do giáo sư Sato là người sáng lập ra cái trường phái này, và ông là một trong 5 nhà thiết kế làm thay đổi thời trang của thế kỷ 21. Và mọi người đang được xem cái kiến thức chính thống, một cái kỹ thuật rất là chuẩn của 3D từ ông, chứ không phải qua sách vở hoặc là như một số người khác là học nó không được bài bản, nên là sẽ chia sẻ. Em thấy là có nhiều phần thiếu sót. Thế thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người một cách đầy đủ logic để mọi người có thể tự tin làm những cái sản phẩm mà mình yêu thích. Thế thì nội dung trong buổi tối ngày hôm nay thì em cũng rất là muốn là được em biết 3 loại về thiết kế 3D, và em đã từng được mời đi dạy đến các học viện khác để dạy về chương trình 3D này rồi, và em đã từng làm cái khóa học này rất là thành công. Chính vì như vậy, ngày hôm nay em chia sẻ với mọi người để mọi người biết nhiều hơn về chương trình 3D này, khi nó tiếp cận với chương trình, tức là vào Việt Nam như thế nào và giúp cho mọi người điều gì. Và ngày hôm nay thì em rất vui mừng được chia sẻ và kết nối với mọi người. Tiếp tục là về thứ hai nữa là em rất là mong muốn mang cái kiến thức 3D này của thầy em đến với ba miền là Bắc, Trung, Nam. Và em mong muốn là làm cái chương trình này một cách miễn phí, và rất là mong là buổi tối ngày hôm nay mọi người hãy chia sẻ cho em cái thông tin này để có thể nhiều anh chị biết được, và chúng ta sẽ không phải mất tiền để chúng ta đi học những cái kiến thức về 3D có thể nó lại còn không chuẩn nữa. Thì rất là mong mọi người sẽ cùng với em chia sẻ. Em nói một chút về cái chương trình 3D cũng như là cái dự kiến của em là năm 2020. Em rất là muốn làm được cái điều này. Đó là em sẽ mang cái kiến thức là 3D. 3D thì em biết 3 phương pháp. Phương pháp thứ nhất là phương pháp của Pháp, tức là phương pháp 3D Nylon, là phương pháp của Pháp. Nhưng 3D Nylon nó có một cái điểm hạn chế, đó là khi mà ra mẫu thật và ra chất liệu ấy, thì Nylon nó hay bị ba giãn. Và cái kỹ thuật làm Nylon thì nhìn có thể đơn giản nhưng mà thực tế nó lại rất là khó. Bản thân ấy, anh làm Nylon, bản thân anh làm cái Nylon, anh phải có kiến thức 2D thì anh sẽ tự sử dụng được nó. Đó. Và cái thứ hai nữa là cái 3D wrapping, là wrap trực tiếp bằng vải. Đấy. Thì đây là một cái kỹ thuật khá là hay để chúng ta làm những cái lơ hoặc là những cái khối phồng trên cơ thể. Nylon của nó thì điểm mạnh của anh là form ôm, nhưng thực tế thì nó lại khó, bởi vì cái này anh phải chơi cùng cái kỹ năng 2D của anh phải tốt. Và cái thứ ba là chia cutting. Đây là những cái mẫu đằng sau là chia cutting. Là một cái chia cutting là gì? Là một sản phẩm mà do giáo sư Sato thành lập và sáng lập ra cái trường phái này. Thực tế nó dựa trên nền tảng là tức là cái origami, là tức là cái phương pháp gập giấy rất nổi tiếng, có cả nghìn năm ở Nhật Bản rồi. Thế thì vị giáo sư tức là thầy của em ấy, thì dựa trên cái nền tảng có sẵn như vậy thì đã nghĩ ra ý tưởng và kết hợp với ngành thời trang và đã tạo ra cái trường phái xếp lớp như thế. Nên chính vì như thế thì đấy là những cái kỹ năng, và được tạp chí Anh là bình luận là một trong 5 nhà thiết kế làm thay đổi thời trang của thế kỷ 21. Đấy là một cái bây giờ thì thầy vẫn giảng dạy ở các trường trên thế giới, và em có viết một cái bức thư và xin phép để chia sẻ. Và em chia sẻ ở cái góc độ là chia sẻ nó phù hợp với người Việt Nam. Đó, bởi vì em cũng đã từng mở công ty về thời trang, và dưới xưởng của em là cũng có 20 thợ làm về thời trang của những năm 2011.
Đó thì như cái kiến thức của em ấy thì nó sẽ không giống như của thầy, và kiến thức của em được chuyển hóa giống với cho người Việt, và những cái kỹ năng nó rất thực tế và thực chiến. Và tất cả những cái khóa về cái chương trình em đi ấy thì nó đều kết hợp giữa 3D và 2D. Tức là nếu như anh tách 3D không ra ấy, thì sản phẩm của anh nó cực kỳ không có form và đảm bảo là không đẹp, bởi vì vải hoàn toàn nó khác. Thế thì đấy là cái kỹ năng rất là chuẩn. Và ngày hôm nay thì em được xin phép được chia sẻ, xin phép thầy em là giáo sư Sato người Nhật Bản để chia sẻ mọi người cái kỹ năng, cái kỹ thuật này đến với những anh chị em cùng đam mê và những anh chị em theo dõi Facebook của em, là những người bạn của em. Và ngày hôm nay em mang những cái kiến thức tuyệt vời này chia sẻ với mọi người, bởi vì chúng ta rất là thiệt thòi, đất nước của chúng ta phải gồng mình lên để chống giặc ngoại xâm, trong khi thế giới người ta được hòa bình, người ta phát triển về thời trang, còn chúng ta thì phát triển thời trang độ 5 năm trở lại đây thôi, bắt đầu với hội nhập. Còn hy vọng rằng với những cái chia sẻ và đóng góp của em thì sẽ mọi người cũng sẽ có một cái tinh thần cũng như là một cái mong muốn là chúng ta sẽ yêu nghề và đam mê nghề hơn, bởi vì nghề may nó rất là dễ thôi, nó không khó, không bao giờ khó như mọi người, mẫu nào cũng có thể làm được và đều có những cái bí kíp riêng của nó, nhưng chúng ta chưa tiệm cận để làm chủ cái bí kíp đấy thôi. Thế thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người với những cái nội dung như thế. Với cái nội dung như thế có đủ thú vị không ạ? Nếu như mà đủ thú vị thì mọi người hãy cho em một cái chia sẻ lại đi. Vừa nãy là em bị thoát ra ngoài, nhưng bây giờ chắc chắn một điều là không ai đánh thoát được em ra nữa đâu, nên mọi người hãy hãy chia sẻ. Thì chia sẻ có hai cái lợi ích nhá. Một là mọi người có thể xem lại cái video của em để tua phát đến luôn, đến cái phần mà em hướng dẫn ấy, mọi người làm bài sau đó thì mọi người trả ngược lại trên cái câu lạc bộ học online miễn phí của em sẽ sửa cho mọi người một cách cẩn thận và tỉ mỉ luôn, như học viên của em luôn đó. Thì vấn đề thứ hai là mọi người sẽ chia sẻ, và những người bạn, những người làm nghề cùng, tức là đam mê giống chúng ta ấy, thì cũng sẽ học được những cái kiến thức mới, và những người đó thì vô cùng cảm ơn các anh chị, bởi vì em đằng nào cũng mất một buổi tối lên đây chia sẻ, và em rất là mong muốn cái kiến thức một em cho đi thì sẽ nhiều người nhận được. Ok, và xin em xin chào chị Dung, Kim Dung nhá. Ok. Rất là tuyệt vời. Và cái thứ hai nữa thì em có một cái ý tưởng, đó là em muốn em 5 người nữa nhá, 5 người nữa thì em sẽ vào nội dung chính của ngày hôm nay nhá. Em muốn sung sung lên một chút. Ok. Và em muốn là khi mà em sẽ làm cái chương trình này miễn phí này ở Hà Nội thành công, thì em sẽ mang kiến thức này xa hơn Hà Nội, đó là miền Trung, sau đó thì sẽ mang xa hơn một chút nữa là miền Nam ở Sài Gòn, bởi vì Sài Gòn em cũng vào một lần rồi, tức là một lần để giảng dạy trong đấy rồi, chứ còn mọi mọi người nhá. Thế thì em mong muốn rằng mọi người ấy sẽ học được cái kiến thức 3D, nó tức là nó chuẩn và lại miễn phí đó, chứ nhiều khi cho bỏ tiền ra nhiều khi lại học chưa chuẩn đâu, nên là rất là mong muốn là như vậy. Ok, và xin chào chị Anh Vũ. Ok, rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Ở đây ấy, thì trong buổi tối, tức là trong trong cái buổi sáng ngày hôm nay, thì em đã chia sẻ với mọi người là mọi người chọn bốn cái kiểu ảnh đó, thì mọi người thích cái kiểu nào. Thì bây giờ chỉ có hai cái kiểu mà mọi người thích nhất, đó là kiểu số 1 và kiểu số 3 là mọi người thích nhất nhá. Trên tường của em ấy, em có đăng. Thế thì hai cái kiểu này, hai kiểu này thì đều hai kiểu này thì đều là em đã làm rồi. Em đã làm trên mẫu ở trên này rồi. Thì mọi người thích em chia sẻ cái kiểu nào thì mọi người hãy comment nhá. Nếu như mọi người thích em chia sẻ cái kiểu con to thì mọi người comment cho em chữ T, còn mọi người thích em chia sẻ cái con nhỏ thì mọi người comment cho em chữ chữ L, được không ạ? Ok. Đấy. Đây nhá, thì cái kiểu này nè, nó đã các cái đan chéo và ngửa lên trời đấy để hứng bụi đấy, kiểu thế.
Đấy, ví dụ như là mặc cái kiểu này kết hợp với chân váy chẳng hạn thì đi xe máy thì về sẽ được một ít bụi ở đây đó. Đấy, ở đây là các lan thì đây gọi là kỹ thuật chẻ măng mọi người nhá, em gọi là như vậy. Đấy, được chưa nhờ? Đấy, nếu mọi người mà thích mọi người mà thích nhá, mọi người em thôi bây giờ em gọi đây là số 1 đi, đây số 2, mọi người thích số 1 hay là số 2 đó nhá. Thế thì em trước khi mọi người comment ấy thì em sẽ nói một cái lợi ích của cái số 1 và số 2 nhá. Lợi ích của cái số 1 này này, nó giống như là những cái túi này mọi người. Đấy, nó có vô cùng nhiều cái túi kết hợp với cái chân váy ở dưới nhá. Đấy, cái chân váy làm điệu đà theo cấu trúc bổ xuống đan chéo ấy. Thì khi ấy, mọi người đi xe máy ở Hà Nội bây giờ đang có nhiều bụi siêu mịn khổng lồ đấy. Sau đó thì bụi nó sẽ bay vào đây. Sau đó thì mọi người sẽ mang về và rũ ra đây là được khối một cái bột bột mịn rồi. Đó, thì đó thì đấy là kiểu số 1 nhá. À nhầm, đây là kiểu số 2, nó số 1 đấy em cũng không nhớ nữa rồi. Rồi, còn cái kiểu này thì nó hay hơn. Kiểu này thì đảm bảo nhá. Chưa có em chưa thấy ai làm cái kiểu này đâu. Đấy. Học viên của em cũng đang thắc mắc là ngày hôm nay em đang dạy cho lớp trên chuyên sâu cái kiểu này. Kiểu này kết hợp với chân váy thì cực kỳ xịn sò luôn anh chị. Đấy. Kiểu này thì là không có bụi nha anh chị. Và nhìn nó rất là đẹp. Thì cấu trúc của nó là hình thức là đan chéo. Cái phần này nó để chống. Có thể làm cái chân váy và chạy hai dải dây xuống. Cũng xem đi. Kiểu lớn mình nhờ thầy chia sẻ một lần rồi. Ok. Ok. Nào, mọi người muốn làm nhỏ hay to nào mọi anh chị? Nào, chốt lại một cuối. Đó. Đây nha, về cấu trúc của nó là như vậy. Nhỏ hay to ạ? Nhờ mọi người comment nhỏ hay to và kiêm luôn cái chia sẻ. Tức là em đưa ra 4 sản phẩm để dạy trong tối ngày hôm nay. Đó. Và có 2 sản phẩm vào chung kết. Đấy. Cái sản phẩm nhỏ và sản phẩm to vào Trung Quốc. Con này tuy nhỏ nhưng có võ. Thế bây giờ anh chị đang xem video của em, hãy giúp em comment nhỏ hay to. Rồi. Có vẻ là cái phần thắng đang nghiêng về canh em canh nhỏ có cảm tình hơn. Rồi, ok, rất tuyệt vời. 1 và 2. 1 và 2 thì không đủ thời gian. Và em mới nghĩ ra một cái kiểu xoắn lật cực kỳ hay luôn mọi người nhá. Trong lúc mọi người comment nhỏ hay to thì khoe luôn cái này. Đây. Em mới nghĩ ra cái kiểu xoắn nhưng mà nó lật cái mẫu này của Đông Nhi. Em mới làm thực ra là có bà chị ở Sài Gòn hay ở đâu đấy nhờ em, thực ra em không biết đâu. Thì nhờ em là hỏi em cái cổ, xong rồi em ngồi em làm, em bảo em đang dạy thì làm cái cổ đây. Cái cổ rất là đẹp luôn, bởi vì khó, bởi vì chị cũng chắc là cũng lâu năm trong nghề rồi đấy. Nhưng mà cái cổ này nó là xoắn lật mọi người ạ. Đó. Xong rồi em bảo ok em giúp được, em giúp. Thế là giúp thôi, giúp vô tư, chả có tiền nong gì đâu. Nhưng mà chị này bảo gửi thầy mấy đồng uống cà phê ngại quá thì chị biết số tài khoản em thì chị chuyển luôn. Em không biết làm cách nào nữa. Thế cuối cùng là cuối cùng là có kiểu xoắn lật đấy. Kiểu xoắn lật này cũng chia sẻ thật với mọi người, chưa từng làm bao giờ luôn. Nhưng mà làm phát ăn ngay, bởi vì cái kỹ thuật cơ bản của mình tương đối là ổn. Đó, ok. Rất là tuyệt vời. Như vậy là cái phần chung, tức là chung cuộc thì em canh nhỏ thì đã chiếm được cái sự cảm tình của mọi người. Thế thì vậy thì chiều lòng anh chị em ở đây thì em sẽ chia sẻ cái kỹ thuật là chia cutting 3D trong buổi tối ngày hôm nay là để mọi người thực hiện cái canh nhỏ này nhá. Hello, chúng ta sẽ vào cái chương trình chính thức vào cái chương trình của buổi tối ngày hôm nay nhá. Chúng ta dạo một vòng như vậy thôi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi nghiên cứu về cái chương trình, tức là cái kết cấu của em này. Thì thứ nhất này là em này có kết cấu là các lan xếp và được đan chéo với nhau ở kết cấu trên, được đan chéo với nhau. Và cái thứ hai là form của nó lại là form ôm nhưng tạo ra hiệu ứng đan chéo ở phần trên.
Thì đấy là phần kết cấu của sản phẩm. Đó. Thì cái kỹ thuật này là cái kỹ thuật là origami, là được giáo sư Sato phát triển và lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy để đưa vào thời trang. Và em có may mắn là học từ thầy những cái kỹ thuật rất là tinh túy như vậy và chuẩn như vậy. Và ngày hôm nay em sẽ chia sẻ miễn phí cho tất cả các anh chị để các anh chị có thể làm được những sản phẩm mang tính chất như vậy. Còn việc anh chị kết hợp nó ở đâu, như thế nào, đấy là quyền anh chị. Bởi vì kỹ năng này, kỹ thuật này, các anh chị đã nắm được nó rồi thì chúng ta cứ dùng thôi. Ok, như vậy là về kết cấu của sản phẩm thì chúng ta thấy các vị trí đan như vậy. Và bây giờ để chúng ta rõ hơn thì em sẽ tút nó ra, chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đầu tiên này, chúng ta sẽ xem về kết cấu của sản phẩm. Đó, như vậy là các lan nó đan với nhau. Một kỹ thuật chuẩn nhá, là thứ nhất là nó phải giữ được form. Form ở đây là form ôm, mọi người chú ý, form ở đây là form ôm. Và cái thứ hai là ở bên trong nó cực kỳ gọn, nó không bị lung tung bởi vì kỹ thuật đúng. Bên trong cực kỳ gọn và êm bởi vì chúng ta sử dụng kỹ năng, kỹ thuật đúng. Còn nếu như mà kỹ thuật không đúng thì nó sẽ bị lung tung và nó sẽ bị cộ trong quá trình chúng ta may. Cái thứ ba, ở đằng trước này nhá, thì hoàn toàn là kín khi mà chúng ta đưa tay vào. Nó hoàn toàn kín. Vậy bây giờ để kỹ hơn, em sẽ tách nó ra cho chúng ta cùng xem. Đầu tiên em sẽ tách này. Đó. Tách cái đường thứ hai này. Tách đường thứ ba này. Tách đường thứ tư. Tách đường thứ năm. Đó. Mọi người nhìn thấy không nhỉ? Nó có giống như cái hình bàn tay này, nó đang xòe dần ra. Thì khi mà chúng ta làm thành sản phẩm thì nó sẽ chụm lại. Đó. Gần gần tách ra. Và có một cái điều đặc biệt ấy là sản phẩm này liền toàn bộ. Đó. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp nhé. Và khi mà cái vấn đề thứ ba là khi mà chúng ta ấy, khi mà chúng ta giải quyết một khối 3D sang mặt phẳng thì nó phải là mặt phẳng. Thế thì chúng ta sẽ xem là cái khi mà chúng ta sẽ thấy là cái này có phẳng không nhá. Đó, mọi người nhìn thấy không? Phẳng và trên một khổ, tức là trên một khổ giấy, để đảm bảo được là chúng ta sẽ cắt may được, bởi vì vải của chúng ta là phẳng chứ không đổi nó. Được chưa nhỉ? Vậy chúng ta ở qua cái phần kết cấu này chúng ta học được điều gì? Một là nó phải phẳng khi mà bóc chi tiết ra, nó phải phẳng. Hai là khi mà lên form thì nó phải có form. Ba là nó phải sạch sẽ và đúng kỹ thuật. Thì đấy là ba yếu tố rất tuyệt vời. Mọi người hãy comment là ba yếu tố á. Thứ nhất là phải giải quyết được khối này. Tức là thứ nhất, mọi người hãy comment ạ. Nếu mà mọi người không có giấy bút ghi thì mọi người hãy comment vào cái comment này đi, cho cái bài hướng dẫn của em nó sinh động hơn. Được không ạ? Nào mọi người hãy comment vào là phải có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phải giải quyết được khối này. Yếu tố thứ hai là phải êm phẳng, thẳng đều. Đó, đúng quy cách. Yếu tố thứ nhất này là phải giải quyết được khối. Yếu tố thứ hai là phải êm phẳng, thẳng đều, đúng quy cách. Và yếu tố thứ ba là nó sẽ không bị bục khi mà chúng ta đút tay vào nhá. Rồi, ok. Có 3 yếu tố, mọi người comment đi để cho chúng ta sẽ nhớ bài hơn. Rồi, ok, rất là tuyệt vời. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ để làm được cái sản phẩm như thế này thì cái yếu tố đầu tiên đó, bước 1 này, mọi người sẽ vào cái phần thứ hai. Phần thứ hai đó là cách làm. Phần thứ hai
là cách làm đúng rồi, có 3 yếu tố. Về kết cấu của nó thì phải đạt được 3 yếu tố nhé. Mọi người có dễ hiểu không ạ? Về kết cấu của nó thì anh phải đạt được 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phải phẳng, tức là khi mà anh chuyển từ 3D sang 2D thì anh phải phẳng đã. Cái yếu tố thứ hai là nó phải êm phẳng thẳng đều đúng quy cách. Yếu tố thứ ba là tức là chúng ta các khe này nó phải kín nha, kín thì nó sẽ kín. Rồi. Bây giờ cái chúng ta sẽ sang phần 2, đó là cách làm nha. Cách làm thì đầu tiên này, chúng ta sẽ ghi là bước 1. Bước 1 là mọi người sẽ ghi cho em là phát triển từ form ôm. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì khi cái này nó đóng lên nó sẽ ôm. Thì anh phải làm phát triển từ form ôm ra. Đúng không? Ví dụ như là cái sản phẩm đằng sau của em nó ôm thì anh phải phát triển từ form ôm ra chứ. Cái đằng sau này cũng thế, kể cả là xoắn hay là gì thì mình nhìn thấy cái form ban đầu ấy nào ôm thì đầu tiên anh phải lựa chọn, cái anh lựa chọn đầu tiên phải là form ôm. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? À, rồi ok. Đó, bây giờ chúng ta sẽ comment vào là đầu tiên là phải là phát triển từ form ôm. Đó, chúng ta viết tắt cũng được. À, ghi chúng ta chỉ cần ghi là form ôm thôi để chúng ta nhớ thôi. Đấy. Nếu như vậy, ví dụ nhá, những cái hiệu ứng như là xoắn hoặc là xếp này chẳng hạn, nếu nó chỉ là một yếu tố về mang tính chất về trang trí thôi mọi người nhá. Còn cái form nó còn là quan trọng, nó là cái fit vào người, ví dụ body nó ôm sát vào người. Thì đầu tiên là mình phải nhìn, tức là mình nhìn là một người làm mẫu ấy, thì mình nhìn là phát triển từ form ôm. Rồi ok. Ở đây ấy, thì cái thứ hai là em sẽ cắt lấy cái phần trên từ eo đi nhá. Bước 2 là em sẽ phát triển từ form ôm này, thì em sẽ cắt lấy 1/2 từ trên lên, từ trên. Còn chân váy thì mọi người sẽ sáng tạo kiểu gì cũng được nhá. Đó, bây giờ sẽ mời mọi người cùng với em nhìn xuống phần em thực hành và thị phạm cho mọi người, và khi mọi người nắm được chỗ nào mọi người hãy comment xuống để chúng ta biết là chúng ta sẽ hiểu bài. Em biết là mọi người đã hiểu đến phần đấy, còn nếu như không mọi người sẽ đặt lại câu hỏi với em. Và ở trên live stream này ấy, em xin phép được đi chậm, chắc chắn và chi tiết, bởi vì em biết rằng những anh chị xem live của em ấy, ngoài những thợ chuyên nghiệp ra thì có những anh chị không chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, hoặc là những bà mẹ bỉm sữa. Và em mong muốn lên đây giúp đỡ được nhiều người, nên em, đối tượng khách hàng của em là những người không chuyên, nên em xin phép được làm chậm, chắc và chi tiết để cho ai vào xem của em rồi cũng thấy dễ hiểu. Và xin mọi người hãy đồng hành với em và cổ vũ cái tinh thần này cho em nha. Rồi ok, hãy xin phép mọi người hãy tham gia thật là nhiệt tình với em nhá. Đấy, như anh chị nào mà chuyên nghiệp thì chắc chắn là thấy ông này nói nhiều thế mà nói dai thế, nhưng mà thực tế là mọi người hãy nhìn lại trong cái cuộc đời của mọi người xem là khi mà mình mới vào nghề thì sao, thì mình cũng chậm thôi đúng không nhỉ. Rồi xin phép mọi người nhá. Rồi chúng ta hãy ghi bài vào cho nó đúng. Rồi đấy nhá, thì em sẽ có cái form ôm này, được chưa? Cái form này ai cũng có rồi. Cái form ôm là cái gì? Là nó có một cái nó ôm sát vào cơ thể, và nó có một cái chiếc dọc và một cái chiếc sườn đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm này, là bước 2 này, thả tim mà. Ok, xin chào, xin cảm ơn Phương Thảo nhá. Ok, tuyệt vời quá. Ok, mọi người chia sẻ cho em lên 100 view đi nào mọi người ơi. Sắp cán mốc rồi, hôm trước em sắp vạt phá được kỷ lục rồi. Nào, bước 2 này. Bước 2 nhá, mọi người sẽ dùng cái phương pháp xoay chuyển ly tâm của em mà em hay hướng dẫn mọi người ấy. Đó là sẽ chuyển từ cái 1 này sang cái 2, được chưa nhỉ? Đây này, đây là cái chiết số 1 này. Đấy, em gạch lên nhá. Thì mọi người dùng cái phương pháp xoay chuyển ly tâm của em ấy là chuyển từ cái 1 sang cái 2, tức là 1 cộng 2 bằng 3 đấy. Nào. Em cắt hai cái này ra này. Hoặc là mình sẽ chuyển ngược lại nhá, đều được. Mọi người hiểu ý không nhỉ? Chuyển từ 1 xuống 2 cũng được, mà chuyển từ 2 lên 1 cũng được nhá. Nhưng mà nhìn lại mẫu thì em mới thấy là chuyển từ 2 lên 1 nó hợp lý hơn. Đấy. Mọi người cắt thì cắt ở đây, những anh chị nào mới thì hay hỏi là cắt cạnh trên hay cạnh dưới của cái chiết này. Thì theo em ấy thì cắt cái nào cũng được, cạnh nào cũng được nhá. Đó,
Mọi người nhìn thấy không? Một cánh cửa đóng vào thì cánh cửa kia sẽ mở ra. Đó. Thế thì mọi người comment đi, có khó nhìn không? Nếu mà khó nhìn thì em sẽ đổi bút cho mọi người nhé. Mọi người phải bóng bàn với em. Em rất là nhiệt tình với mọi người. Bởi vì em đã xác định dạy cái gì, không dạy thì thôi, đã dạy phải hiểu. Mọi người có cần em đổi bút không nhỉ? Đây nhá, chuyển lên. Cái phần chiết thừa này bọn nó phọt ra cái nách này nên là em với cắt đi thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ dán giấy lại. Cái này chúng ta làm tương tự này, chúng ta sẽ khoét bỏ cái chiết ở giữa này. Khoét bỏ luôn. Lúc này hai chiết sẽ cộng thành một nhé, cả nhà nhé. Đấy. Sau đó thì em sẽ đóng cái chiết này và mở sang bên này. Đó. Mọi người ghi ạ, bước 2 này là đóng chiết sườn và mở chiết eo. Ok, tuyệt vời quá, nên hơn 100 view rồi. Đóng chiếc sườn và mở chiếc eo này. Bước 2, đóng chiếc sườn và mở chiếc eo. Để cho chắc chắn hơn thì em làm cả bên này luôn. Dán cả mặt trái luôn nhá. Bước 2 này, đóng chiếc sườn và mở chiếc eo. Bước 2 này, đóng chiếc sườn, mở chiếc eo. Ok. Mọi người hãy comment nhanh tay cho em một phút nhé, để cái bài giảng của em nó đi được nhanh hơn, nó đỡ bị vụt bài giảng. Rồi, ok. Bước 3 này là chúng ta sẽ bắt dáng. Bước 3 là chúng ta sẽ bắt dáng theo cái kiểu mà chúng ta muốn làm. Thì em sẽ bắt dáng trước cho mọi người, sau đó thì em sẽ để vào cái màn hình như thế này. Mọi người sẽ chụp màn hình lại cho em một phát, được chưa nhỉ? Đấy nhá. Đầu tiên này là sẽ có một đường, thì cái dáng ở bên trong của cái dáng ở bên trong của cái sản phẩm này thì mọi người không cần phải tức là mình nhìn vào hình ảnh thôi nhá. Mình nhìn vào hình ảnh thôi. Nó sẽ có một đường, nó có một đường từ vai xuống này, được chưa nhỉ? Và tí nữa em sẽ lấy bút đậm, em sẽ cho tức là để cho mọi người chụp hình. Đấy, chụp hình cái của em. Sau đó thì mọi người sẽ chia theo cái hình ảnh theo cái của em nhá. Thì em sẽ chia trước ở trên này cho, bởi vì em chia nó quen rồi. Đấy. Đấy nhá. Bây giờ cái bút này có vẻ hơi mờ đúng không? Em sẽ chia bằng cái bút đậm hơn để cho anh chị chụp hình nhá, chụp màn hình. Đấy. Đầu tiên này, em sẽ chia từ cái vị trí, cái đường đầu tiên là từ eo lên trên vai. Cái đường thứ hai là từ sườn. Nó sẽ cắt vào cái đường thứ nhất. Đường thứ ba thì lại từ eo cắt vào đường số 2. Và cái đường thứ tư là từ sườn cắt vào đường thứ ba. Nó cứ như vậy, nó cứ đan chéo với nhau.
Chúng ta sẽ vẽ cái bằng bút xanh nhá. Bút xanh là cái chính. Nhưng để cho cái sản phẩm nó có hồn và đẹp hơn thì em sẽ vẽ như sau này. Tức là để cho cái sản phẩm nó có hồn hơn thì mọi người nhìn thế này. Ở cái đầu, ví dụ nhá, ví dụ như là cái lan này chẳng hạn, thì mọi người sẽ nhìn thấy này, cái đầu này em sẽ làm to. Cái đầu này em sẽ làm nó to. Còn cái đầu này em sẽ làm nó nhỏ. Thì khi mà mặc lên người ấy thì cái sản phẩm nó không bị đều, nên là dẫn đến hiện tượng bị nhàm. Đó. Được chưa nhỉ? Đã rõ chưa mọi người? Đây nhá. Cái đầu này này, cái tức là cái phần trục này này thì nó sẽ to, còn vút nó sẽ vút này, mọi người nhìn đây nhá. Đấy, đang to này, đang to này. Sau đó thì nhỏ dần thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, nó đẹp hơn rất là nhiều đấy nhá. Và để cho rõ ràng hơn thì để cho những người mới có thể nắm được bài kỹ hơn nữa thì em sẽ viết số vào đây, mọi người có đồng ý không ạ? Nếu mà đồng ý hãy cho em chữ D được không ạ? Nào, những anh chị nào mới thì để cho rõ hơn thì mọi người hãy, em sẽ viết số vào, mọi người đồng ý cho em viết số vào không? 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7. Ok. Buổi tối ngày hôm nay em có 8 đường. Em đã có 8 đường mọi người nhá. Rồi ok, rất tuyệt vời. Đây. Em để ngay ngắn mọi người chụp lại màn hình giúp em nhá. Đây. Hoặc là tí nữa bộ phận hỗ trợ của em sẽ cho mọi người. Đấy, bộ phận mọi người có thể chụp lại màn hình. Đó, hoặc là bộ phận hỗ trợ của em sẽ gửi ảnh cho mọi người. Đấy, đã có số ở trên này rồi cả nhà. À, mọi người lên YouTube để xem lại các bài học của em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm. Nào, bộ phận hỗ trợ có thể chụp cái ảnh này cho các bạn. Rồi, ok. Bây giờ cái dụng cụ thứ hai của chúng ta ấy, sau khi mà chúng ta đã có bút rồi nhá. Cả nhà nhớ nhá, ai chia sẻ video này nhiều nhất thì em sẽ dành cho 3 người đi. Hay 2 người thôi. 2 người chia sẻ nhiều nhất hay là 3 người, để nói là 3 thì chia sẻ là dành cho 3 người chia sẻ nhiều nhất. Sẽ 3 người chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ tặng cho mọi người một khóa 3D ra Tết học vào ngày khai giảng vào ngày mùng 8 âm lịch. Đấy, mùng 8 khai xuân, tặng luôn cho mọi người. Nhớ chia sẻ và like bếp nhá. Like bếp học may và học viện thiết kế thời trang, em sẽ cập nhật tài liệu trên đấy. Cái ảnh này em sẽ đăng ở trên đấy nhá. Mọi người sẽ vào tải về. Ở trên học viện, tức là cái bếp học viện thiết kế thời trang của em ấy. Đó, mọi người chia sẻ và like bếp đấy thì ai mà chia sẻ 3 người, ai mà chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ tặng cho mọi người cái khóa 3D miễn phí đúng không? Sẽ được luôn trong tối ngày, thông báo với inbox cho mọi người là anh chị đã trúng luôn. Và em rất là hy vọng sẽ tổ chức được 3 miền Bắc Trung Nam. Là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào thực hiện nhá. Bắt đầu chúng ta sẽ vào thực hiện nó nhá. Mọi người hãy comment chữ SS nếu như mọi người đã sẵn sàng. Là mọi người đã sẵn sàng chưa mọi người ơi? Ok, em cũng có cái chương trình này, em cũng có chương trình online nhá, nhưng mà em không bán online. Làm trực tiếp cho máu. Nào, nếu như mà mọi người ở đâu thì em sẽ phi châu đến dạy thôi, mọi người yên tâm. Nếu mọi người ở Sài Gòn em sẽ phi châu ở Sài Gòn dạy. Nên là chúng ta cũng không phải cần phải học online đâu. Bởi vì em có chương trình online em không bán. Bởi vì học online thì nó vô cùng không có hiệu quả. Nha, em đã làm thử mà thất bại một số chương trình rồi và em có sự bù đắp với những anh chị đã học online em. Đó, hôm nào mọi người sẽ tụ ở đâu em sẽ phi châu về dạy lại mọi người. À, ok, nếu mà mọi người sẵn sàng mọi người hãy comment chữ SS cho em nhá. Bây giờ này, cái bước tiếp theo này là mọi người sẽ chú ý cho em nhá. Em sẽ cắt cái lan số 1 này ra này. Bởi vì biết vì sao mà cái phần online mà nó không được hiệu quả. Bởi vì mọi người không ai đá đít nên không ai làm bài cho em. Không ai giả bài, mặc dù em dạy online còn kỹ hơn cả trực tiếp. Xin thề với đất nước Việt Nam này luôn. Kỹ vô cùng luôn nhá. Dạy chậm kỹ gọi là tỉ mẩn luôn.
Tức là từng ly từng tí là canh sợi nào em còn dạy lại cơ. Tao cái vấn đề là không có ai đá đít, dễ thế làm gì kiểu thế. Nên là bây giờ cứ cầm tay chỉ việc nó sướng hơn các anh chị ạ. Đây, mọi người sẽ đo này. Cái chỗ này đo 20. Được chưa nhở? Độ rộng này mọi người sẽ thêm vào khoảng 6 đến 8 phân tùy mọi người thôi. Được chưa nhở? Thứ nhất này, mọi người sẽ đo cho em cái nan này là 20 này. Thứ hai là độ rộng là từ 6 đến 8 phân. Thế thì ở đây á, cái của em nó nhỏ này thì là 20. Tức là 20 là độ dài, được chưa nhở? Đấy. Cuối chương trình này em sẽ chia sẻ một cái điều cực kỳ hay ho luôn mọi người nhá. Ai mà xem hết cuối chương trình em sẽ tặng có một cái phần cực kỳ bóng bàn với mọi người luôn đấy. Sau đó nhá, mọi người sẽ đưa cái miếng trắng này vào bên này. Sau đó thì mọi người dán cho em 3 điểm. Thứ nhất này, đây nhá, mọi người sẽ cắt cho em là từ vai xuống dưới eo. Sau đó thì cái miếng này này có chiều dài thì bằng đường số 1 và độ rộng từ 6 đến 8 phân. Cái này hoàn toàn là cắt tự do, đưa ở bên ngoài vào. Em làm màu khác cho mọi người dễ nhìn. Sau đó mọi người sẽ đặt vào đường số 1. Tiếp theo, bước tiếp theo là mọi người sẽ dán cho em là 3 điểm. Điểm thứ nhất là bên dưới này. Điểm thứ hai là cái cạnh của tam giác này ở trên cổ. Và điểm thứ ba là dán cạnh tam giác bên phía vai, thì chưa nhờ. Sau đó mọi người sẽ lấy một cái băng dính dài, mọi người sẽ dán kín cho em. Thừa mọi người sẽ cắt đi. Cạnh còn lại mọi người cũng làm tương tự. Như vậy sẽ được cái này nhá. Cái kỹ thuật dán băng dính ở đây là gì? Đó là mọi người sẽ không nên kéo quá căng băng dính và làm cho cái giấy này nó bị nhăn hoặc là bị vặn, được chưa nhỉ? Khi dán lên nó phải phẳng phẳng phiu, được chưa nhỉ? Rồi, sau đó này, nguyên tắc để nhớ này, mọi người cứ lấy cái đường số 1 ấp vào cái đường tiếp theo, tức là cứ đường số 1 ấp vào đường kế cận, đấy là nguyên tắc để nhớ. Mọi người ghi cho em ạ, nguyên tắc để tức là nguyên tắc nhớ này là số 1 sẽ ấp vào số tiếp theo, tức là số số 1 sẽ ấp vào số 2. Mọi người nhớ như thế đi. Đấy, chúng ta comment nhá, số 1 sẽ ấp vào số 2. Đấy nhá, em sẽ gập vào. Gập vào thì mọi người nhìn thấy hai cái đường cạnh màu giấy màu hồng này không? Sẽ úp vào nhau, nó lại trở về cái form ban đầu đấy. Rồi ok. Sau đó mọi người miết cho em một phát. Miết mạnh tay nhá. Thì sau đó thì nó cái phần vai nó sẽ về với nhau và mọi người sẽ cắt đi. Nhá. Cái phần thừa này